Hả? Trẹt xin em. Hả? Trẹt vôi là. Chào tất cả anh em đến với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hành trình làm nhà vệ sinh. Mà nhường. Và đây là hai chủ thầu chuyên nghiệp nhất của huyện Krông Anna. Với đôi bàn tay khéo léo, dẻo dai. ដាក់ពុញ្ញត្តិណានរេតុកស្នេញញាក់ញាត់ដាក់ញាត់ពេលអពុញ្ញត្តិដល់ចិនវិញព្រះវិកបុញវិញចង្អាយសិមមកចាំហ្នឹងគេញាត់ញាត់ញាត់ញាត់ញាត់ប្រែងតកំអែមកកែតលីបាយទៅលរទៅប្រែងប្រែងប្រែងមកប្រែងទៅយ៉ាទីទីមកមក
Sai lòng khất thôi đó. Cầm cạnh này, anh nhớ. 15.000. Bình viện. Một thùng hạn. Một thùng 55. Đâm viên đấy. Viên một bèo đấy. Đúng, xã hội một mét vuông rồi đó. Cả thùng mét vuông. Một mét vuông thùng hạn. Đây là tụi con này. Đây cũng chẳng làm một thương đi ạ. Mua gạch 50 là 2 mét đúng. Thì bông 10 mới xây thêm mà. Ăn thằng gạch không? Con này ạ? Ồ, đi mơ là thằng gạch đến. Con này chỉ là 40. 40, 40. Mẹ. 40, 1, 2, 3, 4. 80. Mà bọc bao không em? Mà bọc là 2 mét, được. 2 mét rồi. Thank you.
Cái phòng quẹt xì dầu tủ nền tài suy đối tỉ hệ.